Con cứu nó thì tới đây. Trời ơi. Nó thơm. Ê, tụi bay phải biết tôn trọng phụ nữ chứ. Nói vài câu với bạn trai cưng đi. Anh Vinh ơi, cứu tôi với. Anh Vinh à. Bây giờ thì mày tin chưa? Được rồi, mày muốn gặp mặt ở đâu đây? Mày phải tới nhanh đó nha, tao không kiềm chế được chú gái đẹp đâu. Hay là mình cưỡng hiếp con nhỏ mù này trước đi anh. Mày chờ thêm chút nữa được không hả? Chờ xử lý bạn trai của nó trước, sau đó chúng ta mới cưỡng hiếp nó trước mặt bạn trai nó. Phải làm như vậy mới kích thích, phải làm như vậy mới hả dạ chứ, đúng không? Phải. Hay quá đại ca. Ngoan ngoan ngoan. Lết chuột lết chuột lết chuột lết người đẹp nè. Thơm đại ca, thơm không? Yeah. Nôn tới lượt mình quá đi. Chắc sướng lắm đây. Mày lâu quá đó, đi đâu vậy? Đi tè cái đã. Thế sao? Được không? Hùng tới cứu mỹ nhân kìa. Lia, cô không sao chứ? Anh Gen, tôi tới để cứu cô đây. Bộ mày tưởng dễ lắm hả? Hả? Ê, tụi bay qua đó tiếp đãi đàng hoàng nó cho tao. Ê, đứng yên đi. Nếu không tao bắn chết con nhỏ mù này bây giờ. Mày hả? Ngon hả con? Xong giờ ăn cọp nha. Chết đi. Chết. Mày hả? Dại gái hả mày? Ngu. Ngu mà lì. Chết nè. Anh Lách. Anh Vinh. Mày hả? Cho mày chết nè. Chết thì con. Chết thì con. Mày hả? Chết. Mày đến mạnh lên coi. Chết nè. Anh Vinh. Mày. Mày. Đủ rồi. Chương trình hấp dẫn còn chưa chiếu mà. Tạm thời thôi trong đó. Ngồi xuống. Đánh mày vài cái chưa xong chuyện đâu. Màn tiếp theo tao sẽ cưỡng hiếp bạn gái mày trước mặt mày.
Là tôi đây. Anh Ganh, anh có sao không? Tôi không sao hết. Anh Ganh. Đi. Cô Ly. Anh Ganh. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Có còn gì đó không biết nữa. Ở trong phòng. Chỉ là con chuột thôi. Chuột sao? Vậy nó đã đi chưa? Nó chết rồi. Chết rồi? Tôi không cố tình đâu. Tôi giật mình cho nên mới như vậy. Tôi giỡn thôi. Nó chạy ra ngoài cửa mất rồi. Anh Ganh. Bây giờ còn sợ nữa không? Không sợ nữa. Nếu vậy thì không biết là cô có thể bỏ tôi ra được không? Tôi xin lỗi anh. Đứng nổi không đó? Anh Ganh, anh làm gì vậy? Thì đưa cô trở về giường. Cảm ơn anh. Vậy có cần thêm gì nữa không? Dạ không cần. Chắc chắn chứ? Chắc mà. Nếu cô cần thêm gì nữa thì cứ gọi cho tôi ở bên ngoài. Được. Vậy nếu cô không cần gì nữa, tôi đi đó nghe. Được. Sao tự nhiên hồi hộp dữ trời. Cổ chân vẫn còn sưng nhiều lắm. Đợi tôi cất xong đồ, tôi sẽ đem nước nóng chườm chân cho cô. Được. Rôm ranh. Lúc anh nói với em anh không được khỏe, anh có biết là em đã lo lắng như thế nào không? Thời gian vừa qua, anh trăng qua bay bướm với bao nhiêu là cô gái, em chưa từng trách móc anh một lời. Vậy mà bây giờ anh dám gian díu với cô ta. Nếu anh là em, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Rôm ranh, em hiểu lầm rồi. Nghe anh giải thích đã. Em đang hiểu lầm anh sao? Em thấy rõ bằng hai mắt đó. Hai người đang ở cùng nhau. Cuối cùng thì em hiểu lầm cái gì đây? Chị
Chị Râm Ra ơi, chị nghe tôi giải thích đã, không phải giống như chị nghĩ đâu. Câm miệng lại. Cô tưởng là cô bị mù thì tôi không bắn có sao? Làm bộ hiền lành ngây thơ, dụ dỗ cho người ta thương hại, thật ra cũng chỉ là cái loại. Đủ rồi, đủ rồi đó Râm Ra. Anh yêu nó lắm chứ gì? Yêu đến mức dám chĩa súng vào em vậy sao? Đừng Trâm Ranh, nghe anh nói đã, bỏ súng xuống đi. Đừng nghĩ là em không dám bắn anh. Trâm Ranh, nghe tôi nói nè, người đứng trước mặt em không phải là người từng chia sẻ ngọt bùi với em. Tôi không phải là gần. Tôi là anh trai song sinh của gần. Là anh trai song sinh? Lời biện hộ này anh vừa mới nghĩ ra đó hả? Đây là cách mà anh dùng để tống cổ em đi chứ gì? Tôi thật sự không phải là ghen. Em cũng cảm nhận được mà, tôi không phải là ghen. Em nhìn vào mắt tôi đi, em nhận ra mà. Nhìn xem tôi có phải là ghen của em không? Có phải người em quen biết không? Và có phải là người em yêu hay không? Đối xử với em như vậy, em thử nghĩ xem, ghen của trước đây và ghen của hiện tại có giống nhau không? Tôi biết em cũng thấy được. Từ lúc tôi quay về và nói tôi bị mất trí nhớ, tôi có giống ghen của trước đây không? Nếu như anh không phải là ghen, vậy thì ghen của tôi ở đâu? Phim được dịch và ở trên kia tại phim TV. Tro cốt ở trong hũ đó. Chuyện này là thật sao? Là thật, tôi không nói dối đâu. Gần chết rồi. Gần ở đó chờ em đã lâu. Em qua đó đi.
Thật không ngờ là anh Ganh lại gặp chuyện như vậy. Có phải là vì chuyện này mà anh đã giải dạng thành anh Ganh để điều tra xem ai là người đã giết anh ấy không? Đúng vậy. Vậy thì anh đã tìm ra ai là hung thủ chưa? Vẫn chưa. Nhưng theo manh mối có thể là Tony. Bởi vì Ganh nắm giữ bằng chứng có thể buộc tội Tony. Ganh đã nói manh mối bí mật với tôi trước khi chết. Ý anh là bằng chứng buộc tội ông chủ sao? Ganh liên kết với chị Sỏn, phản bội Tony. Có thể sau khi Tony biết được chuyện của hai người đó nên đã thủ tiêu Ganh. Thật sự em không hề biết về chuyện này. Nhưng mà cũng có khả năng ông chủ muốn thủ tiêu Ganh. Nếu vậy ông chủ đã ra lệnh cho ai ra tay? Là Sunan. Ông chủ đã cử Sunan đi cùng Ganh làm nhiệm vụ. Lúc Sunan quay về lại nói là Ganh đã mất tích rồi. Tôi cũng có suy nghĩ giống như em vậy. Sunan chắc chắn có liên quan. Rơm ra, nếu như em thực sự yêu Ganh, hãy hợp tác với tôi cùng tìm ra thủ phạm. Kẻ nào đã hại chết Ganh, kẻ đó phải đền tội. Được. Chính em cũng đang rất muốn biết rốt cuộc hung thủ là ai đây. Tốt. Vậy chúng ta cùng nhau hợp tác tìm ra kẻ đã giết Ganh. Được. Chị Râm ra anh về rồi hả? Về rồi. Anh Ganh đã chết thật rồi sao? Phải. Vậy thời gian qua anh giả dạng em trai tới đây chỉ để tìm kiếm đồ vật gì đó liên quan đến cái chết của anh Ganh, có đúng không? Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì trước đây đã nói dối cô. Trước lúc chết, Ganh đã nói về món đồ quan trọng có thể giúp tôi tìm ra hung thủ. Nó để trong bình hoa ở tiệm của cô, nên tôi mới thường xuyên tới tiệm hoa. Ừ, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Nhưng nếu như cô vẫn khẳng định không có, tôi đành phải điều tra theo hướng khác vậy. Ừ. Nếu tôi đã không có món đồ anh cần tìm, có lẽ hai chúng ta cũng không có lý do gì để dính líu với nhau. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Tôi cũng không muốn ở đây nữa. Nếu như cô có chỗ khác tốt hơn thì cứ làm như vậy đi. Ừ, hai chúng ta cùng suy nghĩ đó. Cứ quyết định vậy đi.
Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Việc thổ lộ suy nghĩ trong lòng với ai đó, tại sao lại khó đến như vậy? Giả dạng em trai tới đây để chỉ tìm kiếm đồ vật gì đó liên quan tới cái chết của anh Gân thôi, đúng không? Đúng vậy. Nếu tôi đã không có món đồ anh cần tìm, có lẽ hai chúng ta cũng không có lý do gì để dính líu với nhau. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Tôi cũng không muốn ở đây nữa. Thì cứ làm như vậy đi. Một người mù như mình, ai lại thèm để ý chứ. Đại ca cứ để em lo. Tao có gì để tao lo à? Vậy vậy ê, mày nhìn đít bạn gái tao hả mày? Ủa, có hàng ngon thì phải khoe ra chứ anh trai, không thích cho thì giấu ở nhà cất luôn đi. Với lại quan trọng á, tôi không chỉ nhìn đít mà bây giờ khoái nhìn ngực hơn. Thằng này, mày mạnh miệng dữ ha. Nè, tao không chỉ mạnh miệng thôi đâu, cái khác của tao cũng mạnh dữ lắm, mới biết không? Mất dạy, có ngon chơi tay đâu với tao mày hả? Chơi cưng, chờ anh xíu nghe. Mày qua đây. Trời. Thằng khốn này, mày biết tao là ai không hả? Chết với tao này con. Ê Lùng, bớt múa múa giùm tao cái đi. Mày nhào vô luôn đi. Được. Chơi đi. Anh ơi, anh có sao không? Trời đất ơi, anh chảy máu kìa. Máu. Trời ơi. Răng, cái răng vàng của tao. Trời ơi. Giờ sao luôn? Vậy cô gái này, cho tao xin nghe. Mày ngon quá ha. Mày, cái tội dám đánh gãy cái răng vàng yêu quý của tao, tụi bay quất nó cho tao.
Ê, gì vậy? Mày dám trốn tao hả? Giật nợ của tao. Chừng nào mày mới trả đây? Hả? Mày lại đây. Mày qua đây. Ê, tránh ra hết. Mày ở lỗ nào chui ra vậy? Quất hai thằng nó luôn cho tao tụi bay. Trời ơi. Quất nó đi. Đứng lại mày. Quất theo lại. Đừng có để cho tụi nó chạy thấp nghe. Mày chưa? Chết tụi nó cho tao. Mày lì dữ vậy. Đánh đi. Mày con chạy đi. Đánh nó cho tao. Đánh đi. Chạy bay nào vô trước bay, nào vô trước đi, tao sao nè đây đánh ai vậy ba mày đánh nó đi, anh nào đánh trúng tao thưởng, đánh nó cho tao tụi bay. Đánh nó, tao có tiền nè. Trời ơi, đừng chọi mày. Mày ngon ha. Đánh nó đi, đánh nó. Đánh chung coi, đúng rồi. Đánh đi. Hay lắm. Thằng nào nhào vô, tao thưởng hết đống tiền này. Chạy. Ê, con chạy tiền rồi. Ê, đợi tao với. Đánh gì không cho người ta nghỉ luôn trời. Mày ngon quá ha. Hai. Sao rồi? hơi đau xíu thôi. Đây, anh Sunan, anh mà không tới em cũng giải quyết được hết cái đám này à. Chỉ giỏi cái miệng thôi. Lần này vì chuyện gì? Trời ơi, em cũng đâu có muốn kiếm chuyện với ai đâu anh. Toàn người khác kiếm chuyện với em không mà. Vậy hả? Quánh thua tiền. Lại thua nữa. Thua thì phải phạt một ly thôi cưng ơi. Đây, chơi tiếp nha. Uống một ly trước đã. Là bạn cũ ha. Lâu lắm rồi mới gặp mày đó nghe. Mau. Lại đây. Nhậu với tao chút đi. Tao tới là vì công việc thôi. Xong việc tao sẽ đi ngay. Vậy thì tùy mày thôi. Rồi, có gì thì nói đi. Lính của mày bán hàng ở chỗ của tao. Thiệt không vậy? Hả? Thì anh kêu em đi bán mà. Tao quên mất. Là tao sai nó đi bán đó. Rồi sao? Hả? Rồi sao? Có vấn đề gì không? Tự nhiên đùng đùng tới kiếm tao làm gì? Hả? Tốt nhất mày nên dừng lại đi.
Nhìn đi, nên dừng lại. Vậy nếu tao cứ làm thì sao? Mày có dám ý kiến gì không? Hả? Ê! Trời! Trời! Tụi mày còn đứng đực mặt ra đó làm gì nữa? Còn không mau xử nó đi. Đứa nào xử được tao cho chơi hàng nguyên đêm. Ê, bắn nát đầu đó đi. Chơi tụi mày. Chơi nó. Cái thứ này anh thử nhiều rồi. Nhưng còn em thì anh chưa có thử đó nha. Nếu mà được chắc thịt em ngon lắm đó. Cưng quá. Đáng yêu quá hả? Đây đưa em đem. Nè uống thêm ly nữa. Đã nói rồi mà, đừng có đi theo. Đúng đó ông chủ, đi chung mà cái mặt như cái mâm vậy. Thì đi về bà cho rồi. Chị ơi, uống nữa đừng đi căng thẳng vậy chứ. Thoải ngon mái ngon chút, vui vẻ chút. Thôi mà đừng suy nghĩ nhiều nữa, lâu lâu mới có mà. Đó chị coi đi, anh Rakan, anh Sunan không chịu chơi thì em phải ôm show hết luôn nè, thấy không? Nếu không chơi thì phí phạm của trời rồi. Uống đi. Dễ thương chưa? Đau quá. Thôi em ơi, để em lau miệng cho nè.
Thì ghét quá. Gì vậy cưng? Không cần căng cái đi. Dạ. Ở đây không ai làm gì chúng ta đâu Rakan. Cũng chưa chắc đâu. Đây không phải địa bàn của chúng ta. Uống nữa hả? Ôi miếng coi. Thôi 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 được rồi. Chết anh cưng. Đừng có chút rượu của anh nữa mà. Chết người bây giờ. Anh sắp không chịu nổi rồi. Tụi em hư quá. Hư quá đi. Anh này. Ba đứa em đều hư. Thấy ghét quá em ơi. Xuống thiệt em ơi. Ui. Dạ để em rót cho anh nha. Rót nữa hả? Rót thì uống. Sao nhức đầu dữ vậy ta? Anh ơi anh ơi, lại đây đi. Để với em đi. Bên này hả em? Chờ tới luôn nha. Hai đường được được nha. Thích ngon. Em ngon lắm. Rót nữa trời đi. Ơi anh uống hay quá à. Tiếp em rót thêm kia nữa nha. Bộ trên đời đàn ông ai cũng háo sắc gì hết sao ta? Uống đi, phải uống, vô đây là phải uống rồi. Em thơm thiệt. Anh nói ai háo sắc vậy? Anh uống giỏi quá à. Ôi trời. Đẹp trai dữ. Anh uống hàng ngày luôn á. Bộ à, lần đầu anh tới đây chơi hả? Ôi. Gì mà lần đầu chứ. Anh á, anh đi nát hết mấy chỗ này rồi. Em gái. Coi nè. Trời ơi. Nếu đã vậy thì để Chi Chi phục vụ anh nha. Để đêm nay em đưa anh lên thiên đường chơi nha. Yo. Ủa đi cưng. Đọc thêm đi. Cứ chơi thoải mái, tối nay anh lo hết mà. Đây đó. Anh thưởng cho em nè. Thấy chưa? Nhớ phục vụ anh cho tốt nha. Này. Ôi, bình tĩnh. Làm sao mà em bình tĩnh được chứ? Cũng tại anh đó. Vừa đẹp trai lại ngọt ngào như vậy nữa. Lâu lâu em mới gặp được đó nha. Để đêm nay Chi Chi phục vụ anh thiệt nhiệt tình luôn nha. Từ từ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có gì từ từ nói đi ha. Không bình tĩnh nổi nữa rồi. Máy để đề ba. Từ từ. Cái gì từ từ nói. Ôi trời ơi, nhột muốn chết, sợ muốn xỉu luôn à. Ôi trời ơi, trễ hơn một chút xíu nữa là về chậu ông bà ông giải rồi. Làm sao biết được rốt cuộc bọn chúng có vận chuyển thuốc phiện hay không đây ta? Cẩn thận chút đi anh. Xin lỗi. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Nhưng đây là toilet nữ đó. Lộn chỗ thôi mà. Chắc là sai lắm rồi, nên không phân biệt được nhà vệ sinh nam hay nữ luôn.
em chóng mặt quá. Anh đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Ôi mắc quá trời luôn rồi. Nhà vệ sinh bên kia. Bên kia hả? Phim được dịch và lồng tiếng dạ, tại phim TV. Ngày mai ông chủ có hẹn với tổ chức từ thiện quốc tế. Đoàn này phải chăm sóc cẩn thận. Hàng năm họ dành ngân sách cho hoạt động của chúng ta rất nhiều. Dạ ông chủ. Đúng là cái đồ giả nhân giả nghĩa. Hụt. Nè thằng Lung, nói gì đó? Nè. Nè. Trời đất ơi, cái thằng đi. Nhìn cái kiểu này là biết xỉn lắm rồi. Đó, thấy chưa? Xong đời rồi. Yếu yếu kiểu này á, coi chừng bị đồng bọn lột đồ ra cho đứng đường luôn bây giờ. Nè Gân, mai cậu không cần đi. Sao vậy ông chủ? Để ra canh và pin đi đủ rồi. Ngày mai đi công việc từ thiện thôi. Để cậu có thời gian riêng tư nữa. Hãy chăm sóc cho Rembrandt đi. Nó đã làm rất nhiều thứ cho cậu rồi. Dạ chị Sỏn. Ông Tony về rồi. Dạ được, hẹn gặp lại. Dạ tôi nghe. Gọi dùm số này nha.
Mở đi. Dạ. Ở đâu ra vậy hả? Ở hẻm khao sảnh, say không biết trời đất, sau đó thì bị chút thuốc mê. Ừ. Nè. Làm gì đó? Nè anh. Có ngực hả? Lần nào cũng trúng chỗ hiểm hết. Sao vậy? À, không có gì. Đi, đưa về chỗ an toàn, trông coi cho cẩn thận, lát nữa đem đi đấu giá. Dạ biết. Có chuyện gì? Sao không nói qua điện thoại đi? Tôi muốn nhờ cậu chở hàng đợt này. Tại sao chứ? Tôi không tin tưởng người mình. Họ không đủ chuyên nghiệp. Nếu có cậu giúp tôi, mọi chuyện sẽ dễ hơn. Với lại hàng này là của chú Cole. Dù Tony mượn cậu, nhưng trước giờ cậu vẫn là người của chú Cole mà. Sao vậy hả? Hay cậu sợ Tony biết được chuyện? Kiểu nào cũng làm gì cho chú Cole thôi. Vậy cậu có nhận không? Tôi nhận. Cứ yên tâm. Được. Sát vậy? Không nhúc nhích luôn á. Đang chơi mà. Sao cảnh sát nhiều vậy? Không biết nữa. Không biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Cô giải quyết đi. Chúng tôi nghi ngờ đây chính là địa điểm mua bán ma túy. Đây là lệnh khám xét của chúng tôi. Có cần tôi giúp gì không, anh cảnh sát?
báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, không tìm thấy gì hết. Mau chặn các cửa sau lại. Dạ đó, đi. Chà ba, canh chừng hắn. Dịp, em. Chị nè, canh hắn giùm em nha. Được. Đáng sống sao? Dạ không phải. Tôi đã dặn cô canh chừng Tony mà. Chị ở đây thấy em rồi. Ngồi yên ở đây. Bao dây rồi, di chuyển khỏi đây ngay. Đi thôi, mở đường cho đại tướng, mở lên. Đi mau, mở đường.
không để chúng thoát. Đuổi theo. Đứa này, bỏ lên. Bỏ lên. Chịu bọn chúng đi mau. Bọn chúng rút vào bên trong. Chăm sóc người bị thương đi. Dạ đó, lực lượng đang truy đuổi theo dấu vết của quần chúng. Yêu cầu xe cứu thương tới hiện trường gấp. Nhanh lên, nhanh lên, ở đây có người bị thương. Có sao không? Alo. Đội trưởng là tôi đây. Đâu rồi? Vẫn ở trong. Hiện ra Khan đang dẫn đại tướng chạy trốn. Tôi và Khan đang yểm trợ. Thì ra chúng vẫn ở trong này. Đừng lo, tôi sẽ tìm ra được. Còn cậu, có cơ hội thì phải trừ khử thằng Khan ngay. Nhớ phải cẩn thận đó. Tôi hiểu rồi. Nhặt lại đi.
Đại bàn gọi. Đại bàn gọi A1. Đội trưởng nhìn kìa. Chỉ bị thương thôi. Tất cả phải cẩn thận. Phía đối phương có kỹ năng chiến đấu rất là tốt. Ừ.
Có cơ hội thì phải trừ khử thần ganh ngay. Thời gian lắm, tướng Di Xin đã thoát ra rồi. Đi thôi. Đi. Ở trên không có gì, xuống dưới xem thử. Để em lên đó kiểm tra thử. Không cần. Cô đi gọi xe cứu thương đi. Nhanh lên. Tuân lệnh. Chị ra đây. Tôi nghe. Mọi chuyện ổn chưa? Thằng Gân thì sao? Nó chạy cùng tôi, giờ chắc cũng thoát rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tin nhắn gửi cho Tony. Đọc tin xong, hãy cho người dẫn đại tướng bỏ trốn liền. Có tin nhắn gửi cho Tony hả? Sao chúng biết được tin cảnh sát tới chứ? Trừ khi là chúng ta có nội gián. Dù sao cậu không bị thương là tốt rồi. Nói chuyện sau đi. Ok, tạm biệt. Nói đi. Món đồ mà ông chủ dặn em lấy xong rồi. Tốt lắm. Không uổng công tôi đã tin tưởng giao việc lớn cho cậu. Ông chủ quá khen. Em luôn sẵn sàng chờ lệnh. Ngài có sao không? Việc này để tôi giải quyết. Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, không biết thân chủ của tôi đây đã làm sai chuyện gì mà phải bị giam giữ ở đây vậy?
Thưa ngài luật sư, chúng tôi không hề giam giữ, chỉ là yêu cầu anh ấy hợp tác điều tra mà thôi. Có nghĩa là không có tình tiết báo án à? Thì làm gì có án mà báo chứ. Nếu tới đây để chơi thôi thì đâu có phạm pháp gì. Nhưng nếu đến đây để mua bán dâm trẻ dưới 18 tuổi thì sẽ được coi là phạm pháp. Anh có thực hiện hành vi đó hay không, Tony? Mấy cái chuyện vô đạo đức như vậy, lương tâm của tôi thật sự không dám. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ thân chủ của tôi có thể về được chưa? Phim được rồi. Và lồng tiếng tại Phim TV. Thật lòng, nếu như anh có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ tự nhiên. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn của nhau mà. À, quên nữa, cái vụ án cô vợ sắp cưới bị bắn chết đó sao rồi? Anh đội trưởng đã bắt được thủ phạm hay chưa? Còn nhớ vụ đó không? Hay là quên mất rồi? Tôi đang chờ xem coi ai là hung thủ. Mau tìm ra hung thủ đi đội trưởng. Đợi tôn thời gian. Từ từ đã, đâu cần gấp gáp. Thời gian là vàng bạc mà. Nè. Ông bỏ gì trong rượu? Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào trong ly thôi. Phong hoa cũng sẽ chống cự tôi. Sao phải bỏ thuốc tôi chứ? Có vậy mà cũng hỏi. Thì tôi không muốn cô trốn ra nước ngoài. Thay vào đó, tôi muốn giao cô cho Tony. Như vậy có phải hay hơn sao? Bắn có một mũi tên mà trúng tới hai con nhạn luôn. Trời ơi. Phải nói là quá lời. Đồ khốn nạn. Cảm ơn đã khen tôi. Tôi nhận. Tôi khốn nạn từ lâu rồi, giờ mới biết hả? Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau lần cuối trước khi chết nha, Soạn. Chơi tay nái rồi đó mày ha, sướng ha. Con khốn nạn này. Ông chủ,
Ông chủ. Ông chủ. Lão già đó đúng là ngu, tự chuốc họa vào thân. Không biết nghĩ gì mà lại muốn ngủ với bác Sỏn, cuối cùng bị dập cho tả tơi. Điên hết sức. Theo em thấy thì chúng ta phải giải quyết bác Sỏn càng sớm càng tốt, nếu không cô ta sẽ quay lại xử chúng ta. Tôi không để nó sống yên đâu. Cậu cứ tung tin ra ngoài, tăng tiền thưởng để bắt. Dạ ông chủ. Xin chào tướng Di Xuyên. Tony, xin chào. Ngài gọi tới nhất định là có tin vui cho tôi. Dĩ nhiên, hàng mà cậu đặt đã có rồi, chỉ còn chờ giao thôi. Tốt quá. Nhưng mà... Nhưng sao nữa? Đất hàng lần này có giá trị rất lớn. Để tránh xảy ra sai sót, tôi muốn vụ lần này cậu đích thân làm. Chuyện này đương nhiên rồi. Vụ quan trọng như vậy, dĩ nhiên tôi phải đích thân làm. Ngài không cần phải lo đâu. Ừ, được vậy thì tốt, tôi không cần phải lo nữa. Vậy chúng ta sẽ hẹn giao hàng khi nào? Tôi sao cũng được, chọn thời gian mà cậu thấy tiện đi. Tôi hiểu rồi, tôi cúp máy đây. Không biết hiện giờ mấy bé cá mà tên đó mua về sao rồi nữa. Đứng lại đó. Cảnh sát thấy anh khả nghi, xin được tiến hành khám xét. Giơ tay lên, sau đó đứng quay mặt vào tường, nhanh lên. Lại là cô nữa hả? Không có nói nhiều, ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát đi. Hỏi thiệt nha, cô không thấy chán hả? Đây là nhiệm vụ của tôi, có gì đâu mà chán. Tìm cái gì chứ? Ê! Cẩn thận chút. Rốt cuộc cô tìm bằng chứng hay muốn sàm sỡ tôi vậy hả? Cô thèm tôi lắm rồi chứ gì? Trời, muốn ói à. Anh có điểm hấp dẫn gì đâu mà tôi phải thèm anh. Chưa chắc đâu nha. Trước đó cô đã đột nhập vào nhà tôi, không chừng cô đã ứ hự tôi rồi, ai mà biết được. Nè, tôi tới thăm mấy bé cá thôi. Hiện giờ mấy bé sao rồi? Ăn tốt ngủ tốt, nhưng mấy tàu oxy bị hư rồi nên tới mua cái khác. Anh liệu mà chăm sóc cho tốt, nếu như mấy bé cá có mệnh hệ gì anh chết chắc chứ. Tôi chăm sóc tốt mà. Alo, ông chủ có việc tìm anh gấp. Được rồi, tôi về liền. Còn gì không? Tôi có chuyện phải làm nữa. Không có. Đi nha. Nè, tính kéo nhau đi làm chuyện xấu ở đâu hả? Đánh hơi cũng giỏi lắm á. Tôi có phải chó đâu. Cô tự nói chứ không phải tôi nha. Muốn đi đâu thì cứ đi đi, đừng để tôi bắt quả tang anh là được rồi. Tôi nhất định sẽ không để anh sống nhẫn nha. Vậy thì tùy cô, nhưng đừng đột nhập vào nhà tôi nữa. Nếu không thì không phải là cô khám xét tôi, mà sẽ là tôi khám phá cô. $55,000, $55,000 lần một, $60,000, $60,000 lần 1, $65,000, $65,000 lần một, $70,000, $70,000 lần một, $75,000.
của ông. Phía trước đã xong. Bên ngoài đã xong. Nghe rõ, chờ lệnh giờ bắt người. Đi. Đi. Đi theo tôi. Mà trốn vào phòng đi. Không đáng mặt đàn ông. Một đám đàn ông các người xúm vào đối phó với một người phụ nữ, vậy mà cũng dùng tới súng nữa sao? Được.50.000 đô la, 50.000 đô la lần một, 50.000 đô la lần hai, 55.000 đô la, 55.000 đô la lần một, 80.000 đô la, 80.000 lần một, 80.000 lần hai. Chuẩn bị. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Nó là ai? Tổng cộng mấy đứa? Một mình nó. Giữ đó. Lần một, 55.000 lần hai và 80.000 đô la. Yeah.
Cả hai đứng yên. Chúng tôi là cảnh sát. Đứng yên. Bình tĩnh. Ra đi mà. Trời ơi, ai cái đầu bà. Đi, mở lên. Phần lớn đối tượng đều bị khống chế. Tuy nhiên không bắt được bác Sỏn, đã huy động lực lượng hỗ trợ rồi. Cảm ơn chị. Thật sự rất cảm ơn. Thì nhà cẩn thận nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Hành động lần này xem như là đã thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đội trưởng à, bác Sỏn trốn thoát rồi sao? Đúng vậy. Đúng ra không nên để A thoát. Nhưng mà ít nhất cũng đã phá hủy hang ổ của A. Kể từ giờ A sẽ khó sống. Vừa bị cảnh sát truy bắt, vừa bị đồng bọn đâm sau lưng nữa. Em xin lỗi đội trưởng. Em lại mắc sai lầm nữa rồi. Sai lầm gì cha ba? Cô đã làm rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên cô đã không tự ý vượt giới hạn của mình. Dù có chút sai sót, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra được thôi. Nhưng mà ngoại hình cô bây giờ hơi bị bù xù đó nha. Đội trưởng này, người ta còn đang tận hưởng lời khen, tự nhiên anh nói câu cuối nghe dễ quê độ ghê. Đội trưởng làm gì vậy? Thì chụp hình. Chụp hình cô chứ làm gì? Tôi sẽ gửi nó vào nhóm chat, rồi mấy người kia sẽ up nó lên Facebook. Không phải cô là hot blogger sao? Up hình bây giờ nè, đảm bảo lượt like sẽ siêu cao. Không được làm vậy mà đội trưởng ơi. Đừng làm vậy. Nếu như anh up hình đó, em mất cả 1000 like đó anh. Em phải luôn xinh đẹp mới được. Cứ tin tôi đi. Công nhận là hôm nay đội trưởng nhìn cũng rất đẹp trai đó nha. Em cũng chụp hình anh luôn ha. Không được. Chụp chút đi. Không được chụp hình. Không được. Cười đi, cười đây đi là lệnh. Đẹp không trai được. Quá chừng à. Đưa mặt đây chụp đi coi. Đội trưởng cho em chụp hình cái đi.
Có chuyện gì? Bác Soạn trốn thoát rồi ông chủ. Tiếp theo chúng ta nên xử lý bác Soạn như thế nào đi? Cứ thả A đi, không bấu víu vào ai được đâu. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tạm thời trốn ở đây đi chị. Cậu có chắc cảnh sát sẽ không tìm ra chỗ này không? Chắc chắn mà chị, chỗ này là an toàn nhất rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Vẫn chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, bằng mọi giá phải xử lý những kẻ đã hãm hại tôi. Chúng là ai vậy chị? Còn ai nữa? Chính là thằng Tony. Nó coi tôi như trái bom nổ chậm, nên phải thủ tiêu tôi để khỏi ngán đường nó. Đồ khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã làm. Mọi thứ đã sẵn sàng. Một lần nữa cảm ơn các vị đã có mặt. Hẹn sớm gặp lại các vị. Ông chủ, cẩn thận! Cậu lại dừng xe. Hoành Chay, cậu bị làm sao vậy? Cậu bị bắn sao? Đi, mau đứng dậy. Chị muốn làm gì vậy? Đưa cậu đi bệnh viện chứ gì. Không kịp nữa đâu chị. Chị em mau chạy trốn trước khi tụi nó rượt tới đây.
Làm sao tôi bỏ cậu được chứ? Ráng thêm chút nữa đi. Chị không bỏ rơi tôi, hãy để tôi được trả ơn chị lần này. Vì nếu không có chị, chắc giờ tôi còn thảm hơn nhiều. Chị chạy đi. Con chạy. Nếu như con có kiếp sau, tôi hứa sẽ tìm chị để trả phần ơn còn lại. Phồn chạy. Phồn chạy. Phồn chạy. Ông chủ, thằng Pin sao rồi? Nó không bị gì nguy hiểm hết. Rôm ra nói viên đạn chỉ sượt ra ngoài, may vài mũi sẽ không sao. Nghỉ ngơi thêm vài hôm, nó có thể quay lại tiếp tục làm việc. Tốt, hãy thưởng thật hậu hĩnh cho nó. Dạ biết. Chuyện quan trọng cần phải làm bây giờ, đó là xử lý con chó cắn bậy bắt sỏn. Tung tin ra ngoài, ai có tin bắt sỏn dù là sống hay chết báo về đây, sẽ thưởng nóng 5 triệu. Dạ biết ông chủ. Cô à. Tại phim TV. Cô có bị làm sao không? Tôi không sao hết. Đây là quốc lộ, ngồi vậy rất nguy hiểm. Phải phải. Cảm ơn anh nhiều. Tốt lắm. Có tin mới nóng hổi đi. Ra đi. Cô ta đã đi khỏi đây rồi. Nó kịp trốn thoát rồi hả? Chúng ta chậm một bước rồi ông chủ.
Bác Sơn, không phải lúc nào cô cũng thoát được đâu. Hôm nay giải quyết hết tất cả ân oán đi. Muốn giải quyết chứ gì, cứ nhào vô. Tao thua rồi. Đại tá cảnh sát, đội trưởng Sông Chai chính thức bắt anh. Thôi đi. Ra mày phải biết rõ, tao luôn có kế hoạch hay.
biệt mày, thằng bạn chỉ cốt. Mày không cần lo, đám lính cấp dưới của mày tao sẽ giết sạch không chừa một đứa. Oh.